Xin chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người mẫu laptop Panasonic CFXZ6, cái dòng mà màn hình 2K có thể tháo rời cảm ứng, và đặc biệt đây là cái dòng bỏ sim luôn ha mọi người. Hôm giờ thì nhiều khách hỏi mình về cái dòng này, nhưng mà bữa nay hàng mới về là mọi người A11, và những cái dòng bỏ sim thì nó rất là ít gặp. Và đặc biệt là bỏ sim như vậy, những cái con này pin nó là toàn là ngoài 3 giờ mọi người, có những cái con là 4-5 giờ là vô tư luôn, cho nên là cực kỳ ok ha. Mình sẽ từ từ mình sẽ giới thiệu đến cái ngoại hình. Bây giờ mình quay cho mọi người xem cái cấu hình đi. Độ phân giải màn hình là 2K sẽ như thế này. Mình tháo rời thì mình sẽ gỡ cái này, lật cái này lên là mình rút ra thôi mọi người. Đây mọi người, 2160x1440, độ phân giải màn hình 2K. Mọi người nhìn cái màu rất là tươi ha. Cái dòng này á, là cái dòng mà có sim á. Có sim, từ từ mình sẽ ngay giới thiệu đến phần có sim. Giờ mình quay cái cấu hình nè. i5-7300, RAM 8 và SSD là 256GB. Thì trước giờ á, là bên mình là nó về là cái cấu hình là y hệt như vậy thôi mọi người. Và đặc biệt là đây nè, mình sẽ test cho mọi người xem ha. Cái phần này là mình đang gỡ ra. Khoan, cái này là khi mà mình đây cái chỗ này, đây là nó đang, mình đang bỏ cái sim Vina vô, sim của mình vô ha. Bây giờ mình sẽ tắt wifi đi. Đó, nó đang Vina nha mọi người, và sử dụng. Thực sự có sim như thế này á, thì nó cũng tiện cho những ai mà hay đi công tác rồi vậy đó. Thì mình mọi người ví dụ như đi công tác rồi vậy, đôi lúc ở vùng sâu vùng xa mình không có bị phụ thuộc vào wifi rồi vậy thì mình sử dụng. Giống như nhà mình quê mình nó là ở Đắk Nông, nó nhiều khi về vô trong rẫy rồi không có là mình phải xài sim. Tại vì không, ở trong đó không có wifi, ví dụ như vậy, đôi lúc như vậy. Nói chung là đôi lúc thôi, đôi lúc nó thuận tiện hơn cho cái công việc của mình thôi. Chứ còn có sim với lại không sim cũng nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nó không hoàn toàn là không có ảnh hưởng, hoặc là không có phải là có sim là cấu hình cao hơn hay gì đâu mọi người. Nó chỉ thêm chức năng đó thôi. Vậy thôi ha. Máy là cực kỳ ok. Và cái dòng này á, thì nó có phản quang nha mọi người. Gọi là bệnh truyền kiếp của dòng Panasonic là có phản quang. Đây, phản quang trên nền trắng. Thì nó hơi trắng trắng hơn bình thường một tí thôi mọi người. Đây nè, và cái chỗ này một chấm này, chỗ này nữa đó. Nguyên cái gần viền thôi, nó cũng không gây khó chịu cho mình. Mà hầu hết cái nào cũng như vậy mọi người ha. Trên nền trắng thôi chứ là nền khác là không bao giờ thấy. Rất là ít và mờ. Nó chỉ vậy thôi. Cái chuyện này thì Panasonic là trước giờ là nó như vậy rồi, không vấn đề gì hết. Đặc biệt là cái máy này vừa sim 4G mà sử dụng bút ok luôn. Quên chứ. Đây mọi người, sử dụng bút là ok luôn ha. Đây nè, bút đó là bút Pana. Bút này á là cái bút mà cái dạng như sản xuất limited đó mọi người. Có nghĩa là khi mà người ta sản xuất bút á là không phải là đi kèm với máy. Máy người ta bán là máy riêng, máy và kèm sạc thôi. Còn không có phải là kèm bút giống như những cái dòng khác. Bút đó là khi mà mọi người mà muốn mua là người ta sản xuất cái dòng này riêng của cái dòng này, mà mua bút riêng và mua máy riêng. Cho nên nó là bút về rất là hiếm, mọi người thường để ý mọi kênh người ta bán, không có phải có bút nhiều như mình thôi. Mình thì thỉnh thoảng là mình được ưu tiên hơn ở bên này, và mình tìm được những cái này, cái chỗ mà nhập giao hàng ở bên Nhật cho mình á, là người ta về là thỉnh thoảng vẫn có bút. Chỉ có những cái máy nào mà nó có bút thì mới có thôi nha mọi người, còn lại là không có. Pin này thì trên 3 giờ, ngoài 3 giờ là vô tư. Phải là 3-4 giờ, có khi là hơn 4 giờ mọi người, pin còn cực kỳ ok. Bây giờ là cái vỏ ở ngoài nha. Cái vỏ ở ngoài thì như thế này. Dòng này là cái dòng mà nó cũng gọi là khả năng chịu lực rồi vậy đó. Cũng gọi là cái dòng quân đội, các ngõ kết nối nè mọi người. Đó, viền ha. Thì tương đối đẹp, chỉ có vỏ là nó bị trầy nha mọi người. Trầy nè, ở trên này thì trầy khá là nhiều. Thì chắc là chồng lên nhau rồi người ta bỏ kho rồi này kia rồi vậy đó. Đây nè, trầy ha. Đó, xước lông mèo như vậy, nhìn trực diện thì nó cũng hơi đậm tí. Góc cạnh, chỗ này có trầy nè. Đó, nói chung là máy thì có trầy như thế này. Ở đằng sau lưng luôn. Đây mọi người, ở đằng sau thì cũng có xước lông mèo nhẹ nhẹ, nhưng ở phía dưới đít thì nó cũng không quan trọng gì. Và mình báo giá cho mọi người là máy kèm sạc. Kèm sạc và kèm bút. Đó, như thế này. Giá của nó là 5 triệu ha. Đây là dành cho bản bỏ sim, pin trâu. Màn hình phản quang là định mệnh là con nào cũng phải có rồi. 5 triệu, ai chốt thì inbox mình ha. Để 5 triệu thôi mọi người, trải nghiệm được cái dòng này là cực kỳ ok luôn mọi người. Pin trâu, màn hình 2K sử dụng rất là sướng, mượt cho văn phòng. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Chỉ có những máy nào có bút và mình có báo giá thì mới có thôi nha mọi người. Còn những cái máy nào mà mình báo máy không có bút thì là không có bút. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Giá này 5 triệu là máy kèm bút nha.